Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì An sẽ hướng dẫn cho các bạn dự án Ruby Deck. Event này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 và các bạn có thể claim OAT cũng như là chúng ta làm một số nhiệm vụ ở trên Cuba cũng như là ở trên Gaxi cũng như là chúng ta sign up ở trên web. Thì bạn nào mà chưa làm dự án này thì bạn làm theo hướng dẫn của admin để chúng ta kiếm cái OAT cũng như là kiếm token từ dự án này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào link ở bên dưới video để chúng ta connect đến ví của mình ở trên web. Ở đây thì mọi người connect đến ví MetaMask nha. Bạn nào chưa có ví MetaMask thì các bạn phải ấy nhá, đăng ký cho ad một cái ví MetaMask nha. Rồi ở đây thì các bạn có thể trade này. Đấy, chúng ta có thể làm vài lệnh nhá ở đây. Tiếp theo nữa là mọi người sẽ vào trong phần Gaxi này để chúng ta làm một số cái nhiệm vụ ở trên Gaxi nhé, cả trên ở Cuba nữa này. Chúng ta claim được càng nhiều OAT thì càng tốt nha. Nói chung là trên Gaxi thì nó hay thường hay cứ như kiểu dêm dêm ấy, nó kiểu đơ đơ ấy mọi người ạ. Mình rất là ghét làm ở trên Gaxi nhé. Và đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Connect xong rồi nè, chúng ta sẽ ấn vào Join Discount nhé. Arbitrum Area S113. Chúng ta complete cái này nhé. Tích vào đây cho add nha. Rồi không phải connect vẹn thấy nữa đâu. Cái này là xong rồi nhá. Cái ở trên này là flow chứ. Cái này là visit và invite friend để tham gia chúng ta get reward nữa. Nói chung là chúng ta cứ vào trong cái deck của nó thuê một vài lệnh nhé mọi người nhé để tạo cái ấy thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái link để chúng ta giới thiệu bạn bè nhé. Rồi ok, đây xong rồi nhé, cái này xong rồi, cái này xong rồi, verify lâu cũng verify luôn rồi, cái này cũng verify rồi, còn cái này là qua thử tweet thôi thì nó sẽ có sẵn cái link cho mình rồi thì mình cứ thế là red thôi. Đây nó có chuyên sẵn này, mọi người ấn vào đây, ấn vào tweet nhé. Đấy mọi người chờ một ít để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Arbitrum verify. Rồi, ok, chúng ta được hai cái nè. Đấy, thì chúng ta claim nhé. Được hai OAT. Rồi, OAT thì nó ở cái phần Galaxy Profile này nhé. Rồi, OAT thì nó hiện ở đây này. Rồi, ở đây nhé. NFT ở đây và OAT ở đây. Đây nhé mọi người. Tiếp theo là chúng ta sang bên này, chúng ta flow cái này nhé. Ruby Deck hình như là flow rồi nhỉ. Flow hết rồi mà. Đấy, còn cái dưới này là chúng ta feedback, feedback. Cái feedback này thì chúng ta sẽ ấy sau mọi người nhé, sẽ verify sau. Chúng ta điền cái form này này. Wallet thì chúng ta điền cái ví của mình nhé. Múc múc này, ví dụ cái feedback của mình, ví dụ như cái deck ấy, deck.
slow, tức là cái đánh của nó thuyết khá là slow. Ở đây chúng ta điền email nhé. Gửi như kiểu là mình feedback thôi, mình bảo là cái deck của mày trade còn khá là chậm. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chờ sau nhé, khi nào nó verify xong thì mới được. Bây giờ thì chúng ta claim một cái trước nha, còn cái feedback thì chúng ta claim sau nhé. Rồi cái này thì chúng ta lưu lại nhé, để ngày mai ngày kia nó verify cái này xong ấy, thì chúng ta sẽ vào claim nhé, tại vì bây giờ nó chưa có check. Web thì cũng xong rồi, thì còn có mỗi cái ở trên trên Q3 thì cái này thì mình theo rồi, claim thôi. Daily Connect này, claim nó này, Invent Friend, cái này thì giới thiệu bạn bè nhá. Đấy, Visit Link. Chúng ta chờ khoảng 10 giây nhé mọi người. Rồi, Internet ra sao? Vào Discount Channel và say hi. Meet the Beat ở General. Đâu rồi? General đây. Chúng ta chụp này lại nhé. Rồi, answer the question. Some problem, tức là mình trả lời một số câu hỏi á. Chúng ta có thể trả lời này. Chụp lại nhé. Kiểu là giúp đỡ một số người ở trên group ấy. Rồi, one job quest. Cái này cho bỏ qua đi. Follow us. Continue with Twitter. Còn nói chưa chờ nhé mọi người, cái này thì mình theo rồi mà, claim thôi. Rồi còn rất là nhiều nhiệm vụ ở dưới này mọi người làm theo nhé. Visit Gacy, cái này thì mình đã làm rồi mà. S1M4 season, cái này tôi claim rồi mà. Cái này các bạn bình luận nhé, bình luận vào trong cái group thôi, claim. Quick quick.
Hai. Mười ba. Riêng cái sai nhỉ? Không là Abit Chung nào? Abit Chung, đúng rồi. Đấy, ba câu hỏi trả lời nhé. Trả lời xong rồi. Hình như là ở đây. Ác cũng đã có ở đây này. Quýt cho các bạn ở đây này. EGG ở đây này. Visit. Welcome campaign page. Có câu trả lời quýt cho mọi người rồi đấy. Connect. Complete. Hết rồi, cái này hết rồi. Rồi. Mission cái này là cái gì đây? Screenshot show you how to painting mission here. Thôi cái này bỏ qua đi mọi người. Đấy, các bạn làm được bao nhiêu thì làm nhé. Còn một số nhiệm vụ ở dưới thì Twitter thì mọi người cứ tự làm thôi nhé. Đấy, link Ad sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ad nha. Khi nào mà có thông tin update thì Ad sẽ update lên kênh sau. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram này nhé. Cũng như là kênh YouTube để mình update sau. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.